dài ảnh không phải luôn. Đồng đá để xuống, tôi xuống rất nhiều. Cái mùi nó không biết em đâu à. Lu ơi, Lu thấy anh Khải không? Đi tìm anh Khải á. Đây chẳng nó
trời ơi. Xin lỗi nhé. Giờ đi học rồi mà mời để em đi lấy nước. Đúng rồi, nhớ nhớ nhé. Em đói lắm mẹ không? Ừ. Thế chị nhớ mua được đồ ăn về nhà rồi. Về nhà rồi, về nhà chị nhớ đi lấy đồ. Chị nhớ đi bác bố chào lấy kẹo cho em ăn nhé. Ừ. Nhé. Em ngủ lắm. Mẹ đi đâu rồi? Dạ. Mẹ đi làm gì cho sao rồi? Mẹ đi làm chơi xa, lâu mẹ mới về nhé. Ừ. Không biết mẹ sắp về chưa? Thôi trời cũng sắp muộn lại đi. Đi chở cho em về nhà. Ừ. Về nhà. Em về đây để sửa chờ mẹ đủ nhé. Ừ. Cái gì về? Nắm mất thạch rồi. Mì sứa, mì tôm.
lên không? Có. Lắm nè. Anh hết đi.